Chào bạn đến với kênh San Vlog. Hôm nay thì mình sẽ đi làm một cái món là lạc luộc các bạn. Mình giờ sẽ cả nhà sẽ đi nhổ lạc. Giờ trời sắp chuẩn bị nắng rồi các bạn. Nên trời nắng vừa đi xe máy bị xẻ phát mà ngã bẩn hết chân. Té. Trong miền Nam gọi là té. Ở đây là ngã hoặc là xòe. Bắt đầu đến nương rồi. Ướt á. Bố bắt đầu nhổ đây. Có củ không bố? Những cái lạc đầu tiên. Con thấy nhìn thấy toàn đất này. Có củ à? Không sai mấy à? Sang nhà hàng xóm bác Hìn xem. Có nhiều củ không bác Hìn ơi? Có mấy đâu. À đây. Dạng bên này có vẻ là nó xấu, đất nó xấu hơn, là nó nhiều củ hơn, bên mình nó tốt quá, nó toàn cây thôi. Tuấn nhổ từ sáng à? Mới lại đến à. À bên này có vẻ nhiều củ hơn này. Nhiều củ hơn bác Hìn nhỉ? Cái cây lao động hăng say này mà. Mới bắt đầu khởi động. Nhà hàng xóm có vẻ là nhiều củ hơn nhà mình ấy. Mình nhổ xong một cái đám trên này, bây giờ tiếp tục đến đám dưới. Khá vất vả bố nhỉ. Mẹ thấy mệt không? Ui rồi, nhổ lạc không mệt. Thế này rất nhiều gốc, bắt đầu cái đám thứ hai đây. Dụng nhiều lắm rồi này. Dụng nhiều á? Thế nhiều nước hả nhỉ bố nhỉ? Cái ruộng nhà mình bé tí này, ruộng này nhá. Bé tí ngày xưa ông bà cho. Sau này mày lấy vợ mẹ cũng cho chỗ này. Ôi giời, ngày còn hai cày ruộng. Chưa gần như hai bố con cày suốt cái ruộng này mà. Cái ruộng này nó rộng khoảng 5 mét. Đó. Mẹ trồng vải con. Nó dài tầm 10 mét thôi. Nên là nó rất là khó quay đầu đây này. Ví dụ như cái này nó cua vào đây là phải cuốc hết. Ngày xưa con được cày trâu cày máy rất nhiều ở đây rồi. Làm hơi nước bố. Nước mát, nước khoáng thiên nhiên ấy. Nước mà cái nguồn nước hôm trước hai bố con đi ấy. Đi làm nguồn nước ấy. Được nhiều hơn so mức dự tính nha. Năm nay được mùa lạc rồi. Ba lưng. Vừa làm xong hết chỗ này hết. Bây giờ là trưa gần 11 giờ rồi. Và luộc lạc ăn qua bữa rồi. Mẹ nhé. Rất nhiều lạc đây. Ăn được qua bữa. Ba bao lại. Bố để con bao to này con vác. Bố nhanh bố. Con bao lạc này khoảng 30 cân mẹ nhỉ. Thì mà trong 30 cân thì có khoảng 10 15 cân đất. Nó dính cả đất đấy. Còn hơn là lấy cả gốc. Bây giờ phải qua một cái mương này. Đấy. Một cái mương này. Không có cầu sang. Vào cua. Ui, vườn vải này nhà này sai đấy nhỉ. Nha. Hôm trước ra là trắng không trắng mà ui, ra xuống cùng ngắm một chút cái vườn vải này. Đấy. Sai cực, hôm trước mình có làm một cái video vải nhà mình dưới kia ấy. Hộp rất là sai này. Sai chiu luôn. Kinh nhồng mẹ sai, nó sai gãy cành mà loại này. Phải Thanh Hà mẹ nhỉ. Ui rồi phun. Con đi đấy nó ngửi thấy mùi thuốc sâu á. Một bao kẹp yếm ở đây. Và mẹ chở hai bao á. Mẹ chở đâu? Hay bố chở. Cái xe này nó tàng mặt đường đã trơn, hai mẹ con đi ngã. Ui giời còi. Mẹ về trước vui vẻ nhá. Con bố đi theo sau đây.
mát quá nhỉ. Trước thì đang mẹ đang đi đây. Đấy. Chờ giỏi đấy, chờ giỏi đấy. Cùng chúng ta đã có một cái xe lạc vào nhà đây, luộc lạc ăn luôn mẹ nhỉ. Đấy, luộc lạc có thêm cái món gì không? Mích mích vùng nặng mẹ. Lạc này tao ăn đất là đất thôi, tưởng là cái gì mà nặng này. Vòi nước thiếu à? Được 5 quả đu đủ nhưng mà mấy quả này nẫu hết rồi. Có một quả này ăn được này, quả này ăn được này. Đấy, con này ăn là ngon, chắc là giòn đấy. Mới to đấy. Con vừa hái 3 quả đu đủ này, có 5 quả nó thối hết, mình không ăn hết đấy mẹ. Có bán hàng xóm tôi có quả mít này. Bố ăn mít bố. Này. Ngọt mà bố. Đây ăn đi. Cái này ăn được cả sơ ấy. Hai cái đồ ngọt này muốn rượu hay đâu. Hay đâu mùi không? Ăn lạc cái mẹ. Ăn lạc cái, lạc chín rồi. Đấy, đang nóng hổi đây. Ăn lạc bố ơi. Ăn lạc. Đấy, gió mát này. Chào mẹ, ăn lạc mẹ ơi.